Tin mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, Thượng Đế, ông Trời, Đấng tối cao là những hạn từ người xưa dùng để nói về Thiên Chúa. Vì chưa bao giờ gặp Ngài nên con người không biết rõ về bản tính của Ngài. Cũng vì không biết rõ về Thiên Chúa nên con người hay suy luận thế này, suy đoán thế kia. Mà suy đoán thì thường mang tính chủ quan, dẫn đến những cách thờ phượng mà ngày nay ta cho là mê tín dị đoan. Chẳng hạn như ta từng được nghe trên thế giới có tục lệ rằng mỗi năm dân làng phải dâng cúng cho thần linh một cô gái còn trinh, hoặc là một người con trai độc nhất. Nhờ việc dâng cúng này, dân làng hy vọng sẽ làm đẹp lòng thần linh. Vì thế, Ngài sẽ phù hộ cho mùa màng được bội thu, cho công việc được thịnh đạt, tránh khỏi những thiên tai, địch họa, những xui xẻo ở trong năm đó. Còn niềm tin của người Công giáo dạy rằng, vì yêu thương con người mà Thiên Chúa đã sai Con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến để ở giữa con người, dùng chính ngôn ngữ của con người mà nói cho con người biết về chính Ngài. Nhờ biết về Chúa mà ta có thể đến với Chúa và yêu mến Ngài theo như ý Ngài muốn. Nhờ vậy, ta được hạnh phúc ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Thưa quý ông bà và anh chị em, một trong những điều lớn lao nhất, quan trọng nhất mà Chúa Giêsu đã mặc khải cho con người đó chính là mầu nhiệm một Chúa ba ngôi, Cha, Con và Thánh Thần mà ta mừng kính hôm nay. Thánh Gioan đã định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Theo lẽ tự nhiên, khi nói đến tình yêu phải gồm ít là hai chủ thể, người yêu và người được yêu. Thánh Augustino giải thích rằng khi nói đến tình yêu là nói đến Thiên Chúa ba ngôi, một ngôi yêu, một ngôi được yêu và một ngôi là nguồn mạch của tình yêu. Ta tạm dùng hình ảnh gia đình, tuy có phần khập khiễng nhưng có thể giúp ta dễ hình dung hơn về mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi. Trong một gia đình có ba thành viên: cha, mẹ và đứa con. Trong gia đình đó, người cha yêu mến người mẹ và người mẹ cũng yêu mến cha. Và đứa con chính là hoa trái của tình yêu giữa cha mẹ dành cho nhau. Tuy nhiên, ta cũng thấy có sự khác biệt khá lớn giữa tình yêu ba ngôi Thiên Chúa và tình yêu gia đình. Trong gia đình thì tình yêu thường có khuynh hướng ích kỷ, khép kín và giới hạn. Còn tình yêu Thiên Chúa thì dạt dào, vị tha và rộng mở. Cụ thể, Kinh Thánh cho ta biết Chúa Cha vì tình yêu Ngài đã tạo dựng nên vũ trụ, trời đất và con người chúng ta. Chưa lấy làm đủ, Ngài còn ban tặng chính Con một. Như bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Thiên Chúa đã yêu thế gian quá đỗi đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Thiên Chúa sai Con của Ngài đến không phải để lên án thế gian, nhưng thế gian nhờ Con của Ngài mà được cứu độ. Còn đối với ngôi hai là Chúa Giêsu, vì yêu con người, Ngài đã sinh ra làm người nơi trần gian này. Trong 3 năm hoạt động công khai, Ngài đã hiến toàn bộ thời gian, sức khỏe để rao giảng tin mừng, chữa lành bệnh tật cho dân chúng. Ngài làm việc nhiều đến độ không có thì giờ để ăn uống hay nghỉ ngơi, chỉ vì muốn mang lại niềm vui, hạnh phúc, bình an cho dân chúng.
như Ngài nói về chính mình rằng con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Và đỉnh cao của tình yêu đó chính là cái chết trên thập giá, như tin mừng Gioan đã xác nhận. Không có tình thương nào cao hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu. Còn về ngôi ba là Chúa Thánh Thần, ta thấy Ngài không hoạt động cách riêng lẻ, nhưng luôn xuất hiện trong các hoạt động của ngôi cha và ngôi con. Từ việc tạo dựng vũ trụ của Chúa Cha đến việc rao giảng và chữa lành bệnh của Chúa Giêsu đều diễn ra trong quyền năng và sức mạnh của Thánh Thần. Chỉ khi ở trong Chúa Thánh Thần, con người chúng ta mới có thể thưa lên với Thiên Chúa là Abba, Cha ơi, và mới có thể tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa của ta. Thưa anh chị em, mừng lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay, ta được mời gọi ở lại trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Cụ thể hơn, ta cần sống sứ mạng của người Kitô hữu qua việc phục vụ tha nhân trong tinh thần khiêm tốn, quảng đại, rộng mở và vị tha. Khi ta sống như thế là lúc ta đang biểu lộ mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa nơi chính cuộc đời của ta vậy. Amen.